Công nhận lên hình đẹp, đẹp gái ghê trời. Quá đẹp gái luôn. What the fuck? Trời ơi, đẹp thiệt chứ bảo. Cười có duyên quá, có duyên. Nhìn con gái 18 nha. Em chưa 18. Wow. Cười cái cây. Cười cái cây. Cái này là công việc hàng ngày của em gái em miền Tây nha anh em. Công việc hàng ngày không có chuyện gì làm nên ngồi gọt hạt điều á. Nó nhà gọt được sọt nè. Ghê chua, ghê chua, ghê chua. Vừa gọt cái cũng nghe kinh Phật lắm nha. Đó. Thấy chưa, thấy kinh Phật không? Đang tu á. Em cho mình biết là nhà mình gọt khoảng được bao nhiêu ký hột điều em? Biết nữa. Đâu tốc độ gọt làm sao đâu, gọt cho các bạn xem thử coi. Gọt cái, gọt cái. Còn đâu nữa là gọt. Hay trời. Ồ, vậy là xong hột điều nha anh em. Xong hết rồi. Cái này mà mình gọt được bao nhiêu đây là khoảng mất bao nhiêu thời gian? Hả? 2 tiếng. Ồ, 2 tiếng. 2 tiếng được 2 kg nha anh em. 2 tiếng được 2 kg. Kg được nhiêu tiền em? Kg 10 ngàn. Rồi, được 20 ngàn nha anh em. Như anh em ngày anh em gán gọt 24 tiếng được 240 á. Wow. 4 tiếng. Rồi. Rồi xong. Vậy gọt xong bây giờ chào tất cả các bạn đi. Để mình kết thúc video. Chào đi. Ôi chào cái đang kết thúc video. Thôi vậy xong hết trơn rồi anh em ơi. Bye bye anh em nha. Bye bye.